Hello hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với Chung Còi Apple TV. Hôm nay mình lại có một số kèo mới lên cho tất cả anh em nhá. Đấy thì hôm trước thì có ít ít giờ đúng không? Ngày hôm qua anh em múc hết rồi. Nhưng ngày Chủ nhật thì bây giờ ngày hôm nay anh em múc hết rồi. Hàng 12 mắc 256 zin cũng hết luôn. Đấy, nói chung là 12 mắc 256 hết. Nói chung là đây, những cái hàng mới đây hôm nay em vừa về này, đa số là 12 mắc này, XS anh em nhá, và có mấy cái mã cổ cổ gọi là có quá mình thu lại được của anh em, mình lại lên bán cho tất cả mọi người. Thì hôm qua mình bận không lên video được cho tất cả mọi người, thì hôm nay mình sẽ lên video bù cho tất cả anh em và tất cả mọi người nhé. Tất cả những anh em nào mà đã mua máy bên mình thì đều biết đúng không, bên mình sẽ bảo hành 3 tháng cho tất cả mọi người đấy, và bảo hành benzin chọn đầy máy cho tất cả anh em. Nhận hàng mọi người được kiểm tra hàng đúng máy đúng tình trạng mọi người mới thanh toán cho shipper nhá, không đúng mọi người hoàn hàng về giúp mình và mọi người không mất tiền cọc nha anh em đấy, và mình sẽ trả anh em tiền cọc. Thôi, hôm nay không để anh em đợi lâu nữa, mình lên luôn cho anh em này. Con gì nhỉ? Một con iPhone XS Max anh em nhá. iPhone XS Max máy quốc tế màn mực, vỏ zin nhá, vỏ zin luôn anh em nhá. Đấy, vỏ zin, màn zin, men zin, màn zin, vỏ zin. Con này mình để cho anh em với giá là bao nhiêu ạ? iPhone XS Max màn zin nhưng màn zin mực nhá. Mình bán giá bỏ màn cho anh em luôn. Đấy. iPhone XS Max này máy Mỹ LLA 64GB này, men zin, màn zin, cam củng nét căng. Đấy, màn zin mực anh em nhá. Cam đây là mình đang dán này anh em ạ. Nó đang dán nên là nó mọi người nhìn nó sẽ không được nét. Đấy, đây, cam đây. Mình dán vào để cho nó đỡ hỏng cam anh em ạ. Con này thì mình để cho mọi người với giá bao nhiêu ạ? iPhone XS Max máy quốc tế full chức năng, full Face ID, men màn vỏ pin zin hết. Con này mình để cho anh em giá là 3.700.000 đồng nhá. XS Max màu vàng gold 3.700.000 đồng cho tất cả anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS. Đấy, hôm nay mình về được rất nhiều XS zin và rất nhiều XS Max màn GX nhá. XS Max 64GB màn GX, pin đã thay mới 100%. Máy quốc tế full chức năng, full Face ID, màn GX cực ngon anh em nhá. Đây, màn GX này nhìn gần tương đương màn zin luôn. Màn GX cực ngon luôn. Có hiển thị cả chu tôn đầy đủ cho tất cả mọi người, không khác gì màn zin luôn anh em nhá. XS Max iPhone XS, sorry anh em, iPhone XS 64GB, pin mới 100%, máy quốc tế full chức năng, hình thức ok anh em nhá. Pin thay mới 100%, có chu tôn đầy đủ cho tất cả mọi người luôn. Đấy, con này mình để cho anh em với giá là màu vàng gold, để cho anh em là 3.850.000 nhá, kèm phụ kiện anh em nhá. 3.850 kèm phụ kiện này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS nữa, 64GB màn GX, pin mới 100%. Con này cũng chu tôn đầy đủ cho anh em luôn, máy quốc tế full chức năng, full Face ID khác mỗi con kia là màu đen thôi, con kia màu đen thì con này màu đen, con kia màu gold thôi em nhá. Máy quốc tế full chức năng không lỗi lầm gì, con này mình để cho anh em giá là 3.700.000 đồng cho anh em. 3.700.000 anh em nhá, màu đen 3.700.000, màu vàng thì là 3.850. À đây mọi người ơi, hôm nay mình thu lại được một con iPad Air anh em nhá. Bát này thì iPad Air 1 thôi. Đấy, con này thì chỉ là anh em gọi là iPad Air đấy, iPad Ali này, gọi là iPad Air 1 anh em nhá. Đấy, bản này thì bản ghi nó hơi thấp, ghi nó là 16GB. Con này thực sự với anh em thì là M1 thì dùng nó vẫn rất ok. Đấy, full chức năng hết anh em nhá. Đấy, full chức năng hết cho tất cả mọi người. Con này thì mình báo luôn cho anh em là vỏ hơi phẩy phẩy. Nói chung là vỏ nó hơi phẩy anh em nhá. Vỏ hơi phẩy như được qua cả ốp luôn. Đấy, nói chung là vỏ phẩy khách của khách mà. Đây, con này cái ốp này hơi ấy. Đấy, vỏ hơi phẩy tí, đấy, kiểu bay sơn một tí anh em ạ. Con này mình để cho anh em với giá là iPad Air, thì cho anh em giá là 1.000.000 anh em nhá. iPad Air để cho người giá là 1.000.000 đồng cho tất cả anh em. Đấy, dùng full chức năng báo tặng kèm cho anh em cái ốp da luôn anh em nhá. Tặng kèm cho anh em cái ốp da luôn, iPad Air 1 nhá anh em nhá. Anh em không lấy ốp cũng không sao, 1.000.000 đồng cho anh em. Anh em về thay dùng xem phim ok. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro 64GB màn GX anh em nhá. Pin mới 100%. Con này mình thay pin rồi nhỉ? Con này thay pin rồi anh em ạ. iPhone 11 Pro máy quốc tế vỏ đẹp luôn, men zin nhá, màn GX nhá, pin mới 100%. Mọi người ơi, cái chợ máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì, pin 100% rồi anh em nhá, pin 100% rồi, hình thức đẹp luôn. Con này mình để cho anh em với giá là 5.000.000 mấy ạ. iPhone 11 Pro màn GX 5.400.000 đồng kèm phụ kiện anh em nhá. Màn GX máy đẹp, pin cao. Đấy, 5.400.000 đồng kèm phụ kiện cho anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro 256GB máy quốc tế full chức năng, màn GX, pin cũng mới 100% luôn. Cũng pin mới 100% cho anh em luôn anh em nhá. Máy quốc tế full chức năng, full Face ID, không lỗi làm gì. Con này mình để cho anh em với giá là 5.800.000. Con đi là 5.400.000 thì con này 5.800.000 là cả thay pin rồi. Hôm trước là 5.200.000 và 5.600.000 đúng không? Hôm nay để cho anh em với giá là 5.000.000 mà không. Hôm nay để cho anh em với giá 5.000.000 mới đây anh em nhỉ.
đấy, 5 triệu 8 đi, cả phụ kiện anh em nhá, 5 triệu 8 cả phụ kiện, màu trắng đẹp luôn, hai con này đều là máy đẹp luôn, một con 256, một con 64 đều zin đẹp hết anh em nhá, thay mỗi màn thôi, còn lại zin đét, đấy, à pin mới thôi, pin mới luôn 100% rồi nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em iPhone XS 3 con mọi người nhá. iPhone XS vỏ đẹp tầm 99 chạm keng, ui chợ. iPhone XS vỏ đẹp tầm 99 chạm keng, trắng đen anh em nhá, hai trắng một đen, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì. iPhone XS máy quốc tế full chức năng, hai trắng một đen đều là 64GB nha anh em. Hai trắng này pin zin 8x, con đen này mình sẽ thay pin mới 100% cho anh em luôn. Hai con trắng để cho anh em giá là 4,6 triệu, còn con màu đen để cho anh em giá 4,5 triệu, pin mới 100, kèm cả phụ kiện sạc ốp lưng cực lực, cộng bảo hành 3 tháng cho anh em. Đây, hình thức đây anh em, nét chưa? XS nét chưa? Máy quốc tế full chức năng, pin zin màn zin nhá. Hai con này pin zin, còn con này thì pin thay, con đen này mình sẽ thay này. Hai con trắng này pin pin zin nha anh em. 4,600,000 đồng và 4,500,000 đồng cho tất cả mọi người. XS quốc tế full chức năng 64GB. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 13 Pro bản 256GB, máy quốc tế zin full, pin zin 8586 anh em nhá. Con này mình để cho anh em giá là 12,600,000 đồng. iPhone 13 Pro zin full hết anh em nhá, không zin tặng máy luôn. 12,6 triệu bản 256GB, máy quốc tế full chức năng. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max 128GB, pin zin màn zin, pin zin 83. Con này thì hình thức ok, vỏ được, vỏ đẹp luôn anh em ạ. Con này mình để cho anh em giá là 11,8 triệu anh em nhá. 12 Max nó vẫn cứ là hot anh em, về bao nhiêu hết ở đấy anh em nhá. 12 Max 128GB, pin zin màn zin, 11,800,000 đồng cho tất cả anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Max 128GB, máy quốc tế màn phim, pin 86%. Này, màn phim tí ở đây thôi anh em nhá. Và là màn zin, máy quốc tế full chức năng, main zin màn zin, pin zin 86 anh em nhá, màu xanh, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì. Đấy, phim có tí thôi mà đỡ được rất là nhiều tiền. Con này hôm nay mình để cho anh em với giá là bao nhiêu ạ? 8,7 triệu đi. iPhone 12 Max 128GB màu xanh, máy quốc tế full chức năng, pin zin 86, 8,700,000 đồng cho tất cả anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Max 128GB, máy quốc tế full chức năng và báo pin anh em nhá. Con này main zin màn zin này, vỏ zin này. Đấy, như con này báo pin rồi mọi người ạ. Con này báo pin này, màn zin nhá. Con này màn zin báo pin này, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì. iPhone 12 Pro Max máy Mỹ LLA này. À, con này ám siêu mờ ở cái chỗ cột sóng này anh em nhá, ám siêu mờ. Màn zin ám siêu mờ chỗ là cột sóng này mọi người nhá. Máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì. Con này mình để cho mọi người với giá là bao nhiêu ạ? 10,5 triệu. À không, để cho anh em với giá trừ cho anh em 200 chỗ ám siêu mờ này nhá, 10,3 triệu. 10,3 triệu anh em đã có một con iPhone 12 Max máy quốc tế full chức năng, main zin màn zin, 10,300,000 đồng cho tất cả anh em nhá. 10,300,000 đồng thôi, vỏ cực kỳ đẹp, 10,3 triệu. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Max 128GB màn mực kim. Con này mực như không mực, đố mọi người nhìn thấy mực ở đâu ạ? Đố anh em mọi người nhìn thấy mực ở đâu ạ? iPhone 12 Max máy Mỹ LLA này, 128GB này, pin này 84 này, vỏ đẹp dã man luôn. Vỏ zin đẹp tầm 99 luôn anh em ạ. Con này vỏ đẹp lắm, vỏ đẹp lắm anh em nhá. Đấy, mực này một tí thì ở mép này gần như là không mực, dán cường lực phát mất luôn. Dán cường lực phát không nhìn thấy gì luôn mọi người nhá. Con này mình để cho anh em với giá là 10 triệu bao nhiêu ạ? Để cho anh em giá là 10,500,000 đồng, kèm phụ kiện sạc nhanh ốp lưng cường lực nhá. Cái mực này thì thực sự với em là gần như là không thấy gì. Vỏ đẹp keng, đỡ được 2 triệu, gần như đỡ đã được gần 2 triệu cho anh em nhé. 10,5 triệu kèm phụ kiện sạc ốp lưng cường lực, anh em là không lấy quyền điện mình trực tiền cho anh em 10,500,000 đồng. Mực không như không mực luôn em nhá, mực như không mực, vỏ đẹp 99 luôn, chạm keng 10 triệu. Mình thì cho anh em giá con đấy là 10,4 triệu đi. Con này 10,3 triệu, con này 10,4 triệu nhá. Con báo pin là 10,3 triệu, con xanh là 10,4 triệu cho anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Max 128GB, máy quốc tế màn zin như zin mực. Con này mực to hơn, mực to hơn thì để cho anh em với giá là bao nhiêu ạ? Con này mực to thì để cho anh em với giá là 7,7 triệu anh em nhá. Sorry anh em. Mực to thì mình để cho anh em giá là 7,7 triệu nhá. Mực ở đây, màn zin này 7,700,000 đồng cho tất cả anh em, 7,7 triệu. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Max 128GB nữa, máy quốc tế zin full zin app. Ui giời. Hàng zin app anh em nhá. Đấy, con này màn zin zin áp luôn, như màn ám anh em ạ, ám mờ. Mọi người ok chưa? Đây nhìn thấy ám mờ này. Máy quốc tế full chức năng zin full zin áp mọi người nhá. Zin full zin áp. 128GB máy màu xanh. Con này mình để cho anh em với giá là 8,3 triệu. Màu xanh, main màn zin áp căng đét. 12 128GB, 8,300,000 đồng cho tất cả anh em, 8,3 triệu nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS Max độ
Đấy, 14 Pro Max máy màu tím, máy quốc tế full chức năng full Face ID. Con này thì mình báo luôn là X Max 64GB anh em nhé. Pin đang là bao nhiêu ạ? Pin đang là 94%. Máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì. Con này mình để cho anh em với giá là 5.800.000, X Max độ 14 Max 5.800.000 đồng cho tất cả anh em. 5.800.000 mà để cho anh em giá 5.700.000 đi. 5.700.000 đồng cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 10XR. Sorry anh em, XR nha, 64GB, zin keng app. Hôm trước có một ít thì hôm nay mình bán hết rồi, còn đúng một con 64 thôi. Zin keng app, hôm nay để cho anh em giá là 4.300.000. Pin zin 8889 siêu cao, không zin tặng máy 4.300.000, màn to pin châu nhá, trong tầm giá hơn 4.000.000. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con Samsung A23. Đấy, máy quốc tế full, pin 5000, RAM 4128GB. Con này hôm nay để cho anh em giá xả luôn 2.800.000 đồng. 2.800.000 đồng. Samsung A23 2.800.000. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone X Max máy quốc tế full chức năng 64GB thay màn anh em nhá. Thay màn thì pin mới 100% rồi, để cho anh em giá là 4.100.000, cả thay pin mới 100% rồi. Cộng với lại con này dùng được hai SIM vật lý anh em nhá, dùng được bản này bài bản hai SIM luôn. Anh em có thể lắp cùng lúc hai SIM vật lý một lúc được cho anh em. Đấy, 4.100.000 đồng cho tất cả mọi người này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone X Max máy quốc tế full chức năng main zin màn zin. Đấy, con này main zin màn zin nhá. Pin báo luôn là pin 94. Đấy. Main zin màn zin vỏ zin. Con này mình để cho anh em giá 5.500.000. iPhone X Max máy quốc tế full chức năng màn zin đẹp không vết xước luôn. 5.500.000 đồng cho anh em. 5.500.000 đồng cho tất cả mọi người nhá. Đây đây, iPhone 13 đây. iPhone 13 hơn 7 củ cho anh em đây. Hôm trước anh em nào hỏi mình iPhone 13 này, cứ hỏi xong lại không thấy đâu. Buồn ghê. iPhone 13 128GB toàn là máy mực, đều là máy quốc tế, máy Mỹ LLA nhé, mực đuôi này, mực ngang này. Hai con này mình để cho anh em giá là 7.900.000, mình để luôn cho anh em hôm nay giá là 7.800.000 một đôi này anh em nhá. 13 thường màu hồng, quốc tế full chức năng, máy Mỹ LLA 128GB, một con pin 100, một con pin 88, pin 88 là pin zin, pin 100 là pin thay mới rồi. Hai con để cho em giá là, để cho anh em với giá là 7.800.000 đồng cho anh em nhá. 7.800.000 đồng cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 64GB, hàng zin keng app anh em nhá. Máy Nhật 64GB, pin zin 85-86%, máy quốc tế full chức năng không zin tặng máy luôn. Con này mình để cho anh em với giá là 6.800.000, 12 đỏ, zin full zin app 6.800.000 đồng cho tất cả anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 256GB, máy quốc tế full chức năng không lỗi lầm gì anh em nhá. 12 256 này, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì. Con này thì mình để cho anh em với giá bao nhiêu ạ? Bản 256GB, pin thay mới 100%, pin thay mới 100% rồi. Máy quốc tế full chức năng, pin 100%. Đấy, IMEI 88 luôn. Con này thì cho anh em với giá là 7.100.000 anh em nhá. 7.100.000 đồng cho tất cả mọi người này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con Hoco. À đây đây đây, đây. Con này là con Hoco. Con này hôm nay mình thu được của khứa anh em nhá. Chết rồi. Cái mật khẩu là gì nhỉ? Cái mật khẩu là mình cái gì đằng sau nhỉ? Ôi con này mình nói chung là mình có một khẩu tí đã mình viết ở ngoài tờ giấy dán ngoài kia. Đấy, con này mình để cho anh em với giá con Hoco này nhá. Để cho anh em với giá là 1.400.000 đồng. Hoco ngon, 1.400.000 full chức năng hết, 1.400.000 đồng nhá. Anh em dùng thay những 6F Plus quá ngon luôn. 1.400.000 đồng cho tất cả anh em. Bao men zin, máy zin cho anh em. 1.400.000 đồng cho tất cả mọi người nhá. Ok, thì hôm nay mình có số kèo đây lên cho tất cả anh em. Những anh em nào mà đang cần mình mua bán tư vấn hay sửa chữa bất kỳ những dòng máy nào nhá, cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho mình. Cảm ơn mọi người rất chi nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video ngày hôm sau. Bye bye, cảm ơn tất cả anh em nhá.